đức giám mục đang coi sóc và các giám mục đã nghỉ hưu, Tổng giáo phận Hà Nội. 1. Giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng. Giám mục chính tòa Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri thành lập giáo phận năm 1913. Địa chỉ tòa giám mục Lạng Sơn, số 4 Văn Miếu, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. 2. Giáo phận Hưng Hóa, giám mục chính tòa Đức Cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục nghỉ hưu Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất, thành lập năm 1895. Địa chỉ tòa giám mục Hưng Hóa, 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội. 3. Giáo phận Bắc Ninh, giám mục chính tòa Đức Cha Cô Mát Hoàng Văn Đạt, giám mục phó Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang, thành lập năm 1883. Địa chỉ tòa giám mục Bắc Ninh, 537 Ngô Gia Tự, Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 4. Tổng giáo phận Hà Nội, giám mục chính tòa Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục nghỉ hưu Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, giám mục nghỉ hưu Đức Cha Lorenzo Chu Văn Minh, giám mục nghỉ hưu Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, thành lập năm 1679. Địa chỉ tòa Tổng giám mục Hà Nội, số 40 phố Hàng Chung, Hà Nội. 5. Giáo phận Hải Phòng, giám mục chính tòa Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, thành lập năm 1679. Địa chỉ tòa giám mục 40 Hoàng Văn Thụ, thành phố Hải Phòng. 6. Giáo phận Thái Bình, giám mục Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, thành lập năm 1936. Địa chỉ tòa giám mục Thái Bình, số 6 Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình. 7. Giáo phận Bùi Chu, giám mục chính tòa Đức Cha Thomas Aquino Vũ Đình Hiệu, thành lập năm 1848. Địa chỉ tòa giám mục Bùi Chu, Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định. 8. Giáo phận Phát Diệm, giám mục giám quản Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng, giám mục nghỉ hưu Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, thành lập năm 1901. Địa chỉ tòa giám mục Phát Diệm, 75 Phát Diệm Đông, Kim Sơn, Ninh Bình. 9. Giáo phận Thanh Hóa, giám mục chính tòa Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, thành lập năm 1932. Địa chỉ tòa giám mục Thanh Hóa, 50 Nguyễn Trường Tổ, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa. 10. Giáo phận Vinh, giám mục chính tòa Đức Cha Alfonso Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, giám mục nghỉ hưu Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục nghỉ hưu Đức Cha Phaolô Cao Đình Thuyên, thành lập năm 1846. Địa chỉ tòa giám mục Vinh, xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An. 11. Giáo phận Hà Tĩnh, giám mục giám quản Đức Cha Lois Nguyễn Anh Tuấn, thành lập năm 2018. Địa chỉ Văn Hạnh, Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.